Tử Vi tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, tháng 6 âm lịch, năm 2022 Nhâm Dần. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khéo léo được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được rất nhiều những thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền, địa vị. Và những gia chủ tuổi Nhâm Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó chính là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy mà những quý vị gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề trong cuộc sống. Và thưa quý vị, cũng chính bởi vì như vậy cho nên trong công việc họ luôn cảnh báo cho những người xung quanh những nguy hiểm đang rình rập phía sau cũng như là phía trước. Và nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Nhâm Thân họ có thể dễ dàng thấu hiểu những tâm tư thầm kín của rất nhiều người và từ đó họ sẽ có cách chia sẻ và giúp đỡ phù hợp cho những người đang gặp khó khăn, nhất là trong vấn đề tâm tư, tình cảm. Trong tháng 6 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Nhâm Thân họ bị phạm phải cái hạn đó là hạn xung thái tuế. Và đây là một năm mang lại rất nhiều những trắc trở đối với tuổi này. Và đương nhiên rằng là với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân nhục chí. Nhờ được thần tài văn lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 Nhâm Dần thì những gia chủ tuổi Nhâm Thân dễ dàng vượt qua được những khó khăn này. Và tử vi học dự báo rằng trong tháng 6 âm lịch thì đây cũng chính là thời điểm đột phá của những quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân. Vậy nên vận trình tài lộc của những gia chủ tuổi này trong tháng như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 mệnh kiếm phong kim, có tài lãnh đạo. Họ là những nhà lãnh đạo trời sinh, họ thông minh và khéo léo trong giao tiếp, thích trở thành người nổi bật, thích chăm sóc mọi người. Đôi khi họ gây ra phản cảm bởi quá hãnh tiến và chơi trội. Đây là điều mà người tuổi Thân mệnh này nên thay đổi để không ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Hình tượng của tuổi Nhâm Thân gắn liền với hình tượng của một con khỉ, vốn tượng trưng cho sự nhanh nhẹn, thích nhảy nhót, thích biến báo, là những người có khả năng thích ứng tốt với mọi điều kiện và môi trường xung quanh. Đây cũng chính là hình tượng chính của Nhâm Thân trong vấn đề công việc. Người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 rất dễ hòa đồng, dễ thích nghi, họ còn dễ nắm bắt các giá trị cốt lõi để đạt được định mức tối đa trong giải quyết vấn đề. Điểm mạnh của Nhâm Thân sau khi biết được đủ các bước tiến từ 1 đến 10 trong công việc của mình, họ sẽ dần tạo ra cho mình một đường tắt riêng. Sự nghiệp của những người tuổi Nhâm Thân tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực thì các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe của nữ Nhâm Thân tháng này ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Nhâm Thân phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Xét về thiên can, Nhâm Dương Thủy gặp Đinh Âm Hỏa nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói và cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp công việc, tuổi Nhâm Thân trong tháng này vận trình sự việc biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong công việc tập trung. Làm việc phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc, không linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác hay đồng nghiệp mất lòng, vì thế mà không thể phối hợp làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc thì con giáp này cũng vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn, đường công danh sự nghiệp mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Nếu quyết định tiếp tục theo đuổi con đường học hành, bạn cũng sẽ có những bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn có thể tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích cho tương lai. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng 6 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Nhâm Thân không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Nếu là người năng động, bạn có thể bắt tay vào các công việc làm thêm cũng như sẽ kiếm thêm được một khoản dư đôi khá khá. Bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù, cũng có thể gặp những chuyện không may mắn khiến cho tiền của bạn chẳng ở bên cạnh. Nên nếu có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý và chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti khiến cho gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn dần sẽ tìm ra hướng giải quyết cho mọi công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng 6 năm 2022, âm lịch là lúc mà tuổi Nhâm Thân sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng với những thú vui của riêng mình mà quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ và nói rõ nỗi khổ tâm của mình cũng như là khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng có gây ảnh hưởng tới tình cảm. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi lục hợp Ngọ, tam hợp Mão và Hợi thành Mộc Cục, xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 6 năm 2022, tức ngày 30 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 6 năm 2022, tức ngày 12 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lưu Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 6 năm 2022, tức ngày 24 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Mậu Dần, có nạp âm thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Nhâm Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Nhâm Thân trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 6 năm 2022, tức ngày 3 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức ngày 15 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Tỵ, có nạp âm Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 6 năm 2022, tức ngày 27 tháng 7 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Tỵ, có nạp âm Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến công việc
hay là những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những nội dung như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong tháng 6 âm lịch, và qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình cũng như là biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của kênh. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.